Tin học An Phát, kiến tạo tương lai. An Phát là công ty có bề dày 15 năm kinh nghiệm và có đội ngũ gần 200 nhân viên là kỹ sư công nghệ và cử nhân. Hòa cùng tốc độ phát triển như vũ bão của kỷ nguyên công nghệ thông minh 4.0, An Phát đã có sự phát triển thần kỳ, trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu của thị trường máy tính chuyên về kênh bán lẻ thiết bị tin học, high-end, phân phối, dự án, thiết bị mạng, giải pháp, phần mềm v.v. có uy tín tại Việt Nam và được khách hàng tín nhiệm. Đi sâu vào những cái giải pháp cao cấp, đồng thời là khi nhắc đến An Phát Computer, người ta sẽ nghĩ ngay đến là đơn vị chuyên có những cái sản phẩm high-end cao cấp và những sản phẩm độc lạ. Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghệ, An Phát đã vinh dự được tôn vinh là top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Phát 500, top 10 thương hiệu xuất sắc ba miền năm 2018 và nhiều danh hiệu, phần thưởng danh giá khác. Sau nhiều năm khát khao, miệt mài gây dựng thị trường, gìn giữ uy tín, hiện An Phát đã được chọn mặt gửi vàng bởi nhiều tập đoàn công nghệ lừng danh thế giới như tập đoàn Intel, Dell, HP, Microsoft, Canon, Asus, Samsung, Kington, Giga, MSI, AMD, Lenovo, Ace, BenQ, Philips, Fuji, Seagate, Logitech, Toshiba và hàng chục tên tuổi của các hãng khổng lồ công nghệ thế giới. Đội ngũ kỹ sư của An Phát đã lắp đặt, sáng tạo thành công nhiều sản phẩm độc đáo, xuất sắc cao cấp, được tập đoàn Intel và các hãng công nghệ nổi tiếng khác ghi nhận. Nhiều bộ máy xuất sắc, cao cấp đã được giới thiệu trên sóng truyền hình quốc gia. An Phát luôn lấy chữ tín làm thước đo sự tồn tại và phát triển của công ty. Kinh doanh sản phẩm chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng, chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất, là chỗ dựa tin cậy về công nghệ, giải pháp cho nhiều đơn vị, khách hàng là khối các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước, các khu công nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng có nhu cầu cao cấp, nâng tầm dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Là doanh nghiệp chuyên về công nghệ nên An Phát chú trọng vào đội ngũ nhân sự tinh nhuệ về chuyên môn. Chỉ với gần 200 cán bộ nhân viên nhưng An Phát đã đảm đương được rất nhiều dự án và hàng chục ngàn đơn hàng mỗi tháng. Hầu hết cán bộ nhân viên trực tiếp triển khai và thực hiện dịch vụ với khách hàng là những cán bộ trẻ có chất lượng cao, nhiệt huyết, có chuyên môn về công nghệ thông tin, máy tính, quản trị kinh doanh, v.v. Cùng với phương pháp quản lý bằng công nghệ thông minh, phần mềm quản trị chuyên nghiệp, các khối kinh doanh bán lẻ, online, phân phối, dự án và đội ngũ nhân sự của An Phát luôn đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng. Bộ cây của mình thì mình chỉ xài một con 1080 Ti cộng với RAM 32GB và nói chung là một bộ tải nhiệt nước, nói chung thì cũng khá là đơn giản. Mua được bộ máy này thì mình được khá là nhiều ưu đãi từ vị trí của An Phát, nhưng mà cơ bản là mọi thứ mình đều mua đầy đủ nên mình bên An Phát đã chiết khấu cho mình về giá cả của bộ máy này. Nếu các bạn có một đam mê, một nhu cầu muốn kiếm một bộ máy giống như mình thì các bạn hãy đến với An Phát. Hãy để chúng tôi phục vụ bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tin học An Phát, trụ sở chính số 49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 84T/14, Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm phân phối 144 phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội và số 5 ngõ 95 phố Chùa Bộc, Hà Nội. Website http://www.anphatpc.com.vn.